Đây là chôm nhôm. Chôm chôm Thái hay chôm chôm gì? Cái bờ nhìn ngon ghê mà vậy đấy. Nhưng mà chắc ở trên ăn được anh. Đây kia sao mình nhớ là họ bán mà xe đẩy thì nó có lá luôn ha. Họ này họ hái ra. Ăn đi, bé bé lấy tiền. Đừng lấp mặt đâu. Bây giờ nó ăn tấp tấp như mấy cái này thì bé sẽ xẹt. Em ra bỏ đi, em ăn. Chụp rồi. Không vừa tới tay. Trời ơi, đói rồi. Ăn đi. Mẹ em thêm sầu riêng này hoa. Ngon nhỉ? Ngon lắm. Sầu riêng này nó sâu quá. Hột cả tí đã xin mình hột nó về rồi làm nè. Ăn hải hộp này luôn. Nhìn nó thâm cái vỏ nhưng mà cái muối nó còn nguyên à, không có bị hư. Thank you.